Đắc tội với rắn Chúa. Con đi đâu thế? Con đi bắt rắn mẹ ạ. Tranh thủ mấy ngày trời ẩm, chúng ra nhiều. Con phải nhớ cẩn thận nhé. Nhà còn có một mẹ một con. Con mà có mệnh hệ nào, mẹ sống sao nổi. Vâng, con sẽ cẩn thận, mẹ yên tâm đi ạ. Mấy cái giày leo này vướng lối đi quá. Rắn kìa. Cứu với. Ông không sao chứ? Tôi cảm ơn anh, không có anh thì... Ông có sao không? Con còn chưa kịp định thần nữa. Ta không sao, may mà có chàng trai này. Hai người ở đâu mà đến vùng này, lại còn đi vào con đường rừng nguy hiểm này làm gì? Còn anh, sao anh biết là nguy hiểm mà vẫn đến đây? Có gì đâu, tôi đang trên đường đi bắt rắn. Vừa lúc thấy ông đây gặp nạn, loài rắn này cực kỳ nguy hiểm. Thấy người lạ đớp ngay trong tích tắc. May mà tôi kịp thời phóng dao ra. Nhưng tiếc là con rắn đã chết mất rồi. Con rắn chết thì có gì mà tiếc. Ông ở xa đến nên không biết. Con rắn này thuộc loại rắn rất hiếm, cực độc. Đã cắn người là không ai thoát chết. Nhưng nó lại làm được một loại thuốc quý, chữa được nhiều bệnh. Chúng thường hay xuất hiện vào mùa xuân ẩm ướt. Có khi đi cả tháng mới bắt được một con. Dân làng tôi được lệnh vua, mỗi năm phải bắt lên 2 con. Nhưng chúng phải còn sống mới công hiệu. Ai bắt được rắn thì không phải nộp thuế ruộng nữa. Rắn độc nguy hiểm vậy mà gia đình anh cũng cho anh đi bắt rắn ư? Chẳng giấu gì ông, gia đình tôi đi bắt rắn đã nhiều đời nay. Ông tôi chết vì nghề bắt rắn, rồi cha tôi cũng vậy. Nhà chỉ còn 2 mẹ con, đến tôi nối nghiệp mấy lần suýt chết. Vậy thà anh nộp thuế như bình thường có hơn không? Nhà tôi 3 đời ở làng bắt rắn, kể ra đã 60 năm. Giờ cuộc sống của dân làng ngày càng nghèo túng, su cao, thuế nặng. Người ta phải bán hết cả hoa màu, chắt bóp tất cả những thứ có trong nhà để nộp thuế. Nhiều người làng cũng phải bỏ đi kiếm ăn nơi khác, hoặc tha phương cầu thực, chết đói nơi xứ người. Bắt rắn tuy có nguy hiểm thật, nhưng nhờ đó mà mới có thể sống đến bây giờ. Bảo tôi bỏ nghề để làm ruộng nộp thuế thì khác gì bắt chết chứ. Lâm, con đã nghe chuyện gì chưa con? Chuyện gì hả mẹ? Mẹ vừa đi chợ về, thấy ngoài đình có cáo thị, su thuế làng ta được miễn 3 năm, từ nay cũng không cần phải bắt rắn cống nạp hàng năm cho nhà vua nữa. Thật sao mẹ? Sao lại có chuyện này? Mẹ nghe mọi người bàn tán suốt, nghe nói là vì có quan tể tướng tâu trình với nhà vua, nên làng ta mới có phúc như thế. Có ai ở nhà không? Có chuyện gì thế nhỉ? Hôm nay ta đến đây cảm ơn cậu lần trước đã cứu mạng ta trong rừng. Chuyện này là... Đây chính là quan tể tướng đầu triều. Hôm trước người ăn mặc thế để đi thị sát tình hình dân chúng. Cũng nhờ thế mà ta mới biết nỗi khổ của người dân ở đây bao năm nay. Sau khi nghe ta tấu trình, hoàng thượng đã đồng ý miễn thuế cho dân làng, đồng thời bãi bỏ chuyện cống nạp rắn. Những thứ này chính là để cảm ơn cậu đã không quản nguy hiểm, hy sinh tất cả để cứu mạng ta. Trời, chúng tôi xin tạ ơn người. Không cần phải cảm ơn ta. Có được ngày hôm nay chính là nhờ sự quả cảm không quản gian nguy, cứu người lúc nguy khốn của cậu đấy chứ. Quả bí đỏ kỳ lạ. Ngày xưa có một đôi vợ chồng ông bà lão hiền lành, chăm chỉ. Họ đã về già mà mãi vẫn chưa có một mụn con nào. Cả hai lúc nào cũng hy vọng sẽ có một đứa con để chăm sóc bế bồng. Ước gì chúng ta có một mụn con ông nhỉ? Dù cho nó có giống một quả bí cũng được. Hay, có được đứa con thì dù có vất vả thế nào cũng vui. Không ngờ, mong mỏi của ông bà lão đã thành sự thật. Một buổi sáng nọ, có quả bí đỏ lăn vào nhà ông bà. Ông ơi, ông ra đây coi nè. Chắc là trời Phật ban cho chúng ta đây rồi. Tôi thấy rồi. Mặc dù hình thù của nó có vẻ kỳ dị,
Nhưng mà nó đã đến đây thì chúng ta hãy yêu thương nó như con đẻ của mình, bà nhé. À, vâng, chúng ta sẽ coi nó như con. Thế là từ đó, ông bà lão gọi đứa con đó là Bí Đỏ, suốt ngày bế ẩm, nâng niu. Bí Đỏ cứ thế lớn lên trong tình yêu thương của cha mẹ. Năm ấy, khi Bí Đỏ được 18 tuổi. Cha cha, ở đây chơi thích quá. Bí Đỏ có giọng hát vô cùng tuyệt diệu, trong veo như tiếng suối chảy, thánh thót như tiếng chim ca. Mỗi khi Bí Đỏ cất tiếng hát, thì lập tức vạn vật xung quanh cũng phải lặng nghe. Có tiếng hát của ai thánh thót đâu đây? Thật là kỳ lạ, không lẽ quả Bí Đỏ lại có thể hát sao? Mình phải đứng đây chờ xem sao mới được. Trước khi trời tối, mình phải hái một giỏ nấm mang về rồi đặt trước cửa nhà cho bố mẹ mới được. Từ hôm đó về, hoàng tử ốm tương tư, mỗi ngày một thêm trầm trọng, làm cho cả kinh thành vô cùng lo lắng. Những vị ngự y giỏi nhất từ khắp nơi đã được cử về, nhưng không ai phát hiện ra bệnh tình của hoàng tử cả. Con của ta, hãy mau khỏi bệnh đi. Còn cứ thế này, ta làm sao mà sống nổi? Con chỉ có thể khỏi được bệnh khi thấy quả Bí Đỏ biết hát. Thế là nhà vua cho quân lính đi loan tin khắp nơi, đến tận những hang cùng ngõ vắng, để tìm quả Bí Đỏ biết hát. Mẹ ơi, mẹ hãy đem con lên kinh thành để lĩnh thưởng đi mẹ. Con của ta, con đi đứng còn không được, nói chi là biết hát. Lệnh của nhà vua ban ra, chứ có phải trò đùa đâu con. Mẹ cứ yên tâm mang con lên kinh thành đi. Con sẽ hát cho hoàng tử và cả kinh thành nghe. Sẽ chữa được căn bệnh cho hoàng tử mẹ ạ. Thế là với sự năn nỉ của Bí Đỏ, bà mẹ đã quyết định đưa Bí Đỏ lên kinh thành hát để chữa bệnh cho hoàng tử. Khi Bí Đỏ cất giọng hát, mọi người lặng đi bởi tiếng hát vô cùng trong trẻo, tuyệt diệu. Hoàng tử nghe được tiếng hát của Bí Đỏ, liền lập tức khỏi bệnh. Dạ thưa phụ vương và mẫu hậu, đây chính là Bí Đỏ con đã tìm kiếm nhớ mong suốt bao nhiêu ngày. Xin vua cha hãy ban cho con cưới Bí Đỏ về làm vợ. Hoàng tử cưới một quả Bí Đỏ ư? Không được, ta nhất quyết không thể đồng ý chuyện này. Con đường đường là một hoàng tử, kế thừa vương quốc, không thể lấy một người vợ kỳ dị như vậy. Ta giữ đúng lời hứa, ban thưởng cho hai mẹ con bà một túi vàng. Bà hãy mang quả Bí Đỏ này về đi, và đừng bao giờ trở lại đây nữa. Kể từ lúc mẹ con Bí Đỏ đi khỏi, bệnh tình của hoàng tử ngày càng trầm trọng hơn. Chàng không nói lời gì, chỉ còn thoi thóp thở. Đến ngày thứ bảy, hoàng tử đã quá yếu. Thế là nhà vua lại sai quân lính đi khắp nơi tìm bằng được bà lão cùng quả Bí Đỏ để mời họ quay trở lại kinh thành. Khi tiếng hát của Bí Đỏ vang lên, lập tức chàng hoàng tử khỏe trở lại. Bí Đỏ ơi, hãy làm vợ ta nhé. Thế là hôn lễ lên đình được diễn ra tại kinh thành. Chàng hoàng tử và Bí Đỏ sống hạnh phúc bên nhau suốt đời. Kết hôn cùng gà mái.
Ngày xưa, tại một miền đất xa xôi, chàng trai Calo Dơn được mọi người đều biết đến vì đã giải thoát một xứ sở xa xôi khỏi một con rồng hung ác, cứu được một nàng công chúa. Mẹ thấy con từ chối lấy công chúa là phải con ạ. Con hãy lấy một cô gái đi gan con nhé. Nghèo thôi cũng được, nhưng phải biết vâng lời và kính trọng mẹ. Mẹ ơi, con cũng mong muốn như vậy, nhưng đã có cô nào đâu ạ. Thôi cứ để mọi sự tự nhiên đi mẹ. Tự nhiên đến bao giờ nữa chứ. Con phải mau mau kiếm về cho mẹ một nàng dâu thôi. Mẹ già cả lắm rồi, mẹ mong muốn có cháu để ẵm bồng. Hay là con hãy đi dạo chơi một vòng trong các khu vực quanh đây, vừa là để thư giãn và biết đâu lại gặp được ý chung nhân. Ý kiến hay đó mẹ, có lẽ con cũng nên làm như vậy thật. Lâu lâu ở nhà con cũng cảm thấy ngột ngạt rồi. Vâng lời mẹ, anh đã qua nhiều làng đi gan, đã thấy nhiều cô gái trẻ đẹp, nhưng anh không tìm được ai thực sự vừa ý. Chà, nơi này thật là vắng vẻ, toàn là những ngôi nhà tranh thấp bé. Chính là cô ấy, ta thấy rung động lạ kỳ. Nhất định cô ấy là người mà ta muốn lấy làm vợ. Sao lạ vậy? Nàng ấy mới ở đây mà, làm sao có thể biến mất nhanh như thế? Không được, ta phải gặp nàng. Rốt cuộc nàng có thể đi đâu? Chỉ mới đây thôi mà. Có ai không? Nàng ơi, cô gái ơi. Anh tìm ai? Chào các cụ, xin mạn phép. Cháu là Calo Dân, cháu đường xa tới đây, có thể cho cháu trú nhờ một đêm được không ạ? Rất sẵn lòng, mời anh ngồi xuống cùng ăn trưa với chúng tôi. Đồ ăn ngon quá ạ, không biết ai là người làm những món này ạ? Cháu đã thấy con gái các cụ chuẩn bị đồ ăn, nhưng tại sao cô ấy lại không ăn cùng với chúng ta? Cô ấy đâu rồi ạ? Cháu rất muốn cảm ơn cô ấy về bữa ăn này. Chúng tôi không có ai cả, chúng tôi sống một mình, hoàn toàn không có cháu gái hay con gái nào cả. Tôi không biết ai đã chuẩn bị bữa ăn cho chúng tôi. Điều đó bắt đầu đã một tuần nay rồi. Buổi trưa khi chúng tôi đi làm về thì bữa trưa đã sẵn sàng trên bàn. Chúng tôi rất đỗi ngạc nhiên. Cháu đã nhìn vào bên trong nhà và hình như đã trông thấy một cô gái trẻ. Cô ấy rất xinh đẹp và có lẽ là một cô gái đi gan ạ. Chắc chắn đó chỉ là ảo ảnh của cháu thôi. Chúng tôi già và vẫn chỉ có một mình mà thôi. Chẳng có cô gái nào ở đây cả. Trời ơi, chính là nàng. Thì ra là như thế. Có lẽ nào nàng là một nàng tiên. Ông bà có thể bán cho cháu con gà mái kia được không ạ? Cháu xin trả giá cao. Không được đâu, con gà mái ấy cũng là một điều kỳ lạ. Chúng tôi chẳng biết nó từ đâu mà đến. Từ lâu lắm rồi, không có ai tới nhận. Nhưng nhỡ có ai đó đến tìm nó thì sao? Sau khi thuyết phục rất nhiều, ông bà đã đồng ý bán con gà cho Dên. Sao rồi, chuyến đi thú vị chứ. Con đã tìm kiếm cho mình được cô gái nào phù hợp chưa? Trước mắt thì con chỉ có con gà mái này thôi mẹ ạ. Đi bấy lâu vậy mà chỉ mang về một con gà. Có lẽ con đã mãi chơi quá rồi. Nào, hãy đưa con gà đây. Mẹ sẽ biến nó thành một món thật ngon cho con. Ấy chết, mẹ tuyệt đối không được đụng đến con gà này của con đâu nhé. Con sẽ mang nó về phòng con. Con rất yêu thích nó. Sao con lại có thể ở cùng một con gà như thế? Ta biết ngay, thế nào nàng cũng hiện ra. Ta sẽ không để cho nàng trở lại thành gà nữa. Nàng đã khiến trái tim ta rung động. Hãy làm vợ ta, đừng xa ta. Chàng hãy buông em ra. Thời gian của em sắp hết, em phải trở lại thành gà. Không, tôi sẽ không buông nàng ra đâu. Em chính là cô gái mà tôi muốn tìm kiếm. Em sẽ là vợ tôi. Nếu chàng không buông em ra trước một giờ, em sẽ phải chết. Một tên phù thủy độc ác đã biến em thành con gà mái vì em đã từ chối không làm vợ nó. Mỗi ngày em chỉ được trở thành người hai lần, trưa và nửa đêm. Em hãy nói cho ta biết, làm thế nào ta có thể giải thoát cho em. Em có thể được giải thoát nếu có một người đàn ông thuận lấy em làm vợ trong hình dáng một con gà mái. Vậy thì ta sẽ giải thoát cho em. Nói cho ta biết, thực ra em là ai và tên em là gì? Em là Tindi Sibiluna, con gái vua của những người đi gan. Chàng có bao giờ nghe nói về em chưa? Thì ra em chính là công chúa bị mất tích một năm trước. Ta cũng đã nghe nói về em. Em cũng biết anh là ai. Anh là Calo Dân, con người độc nhất đã lên thế giới thứ bảy, đã đánh thắng con rồng bằng một cái lông. Anh là người hùng của miền đất này. Ta sẽ kết hôn với em.
sẽ giải thoát cho em. Chúng ta sẽ hạnh phúc với nhau. Không, ta không thể làm lễ cho con và một con gà mái được. Điều này thật là nực cười. Con hãy thôi cái ý định này đi. Không một ai chịu giúp con làm điều điên rồ này đâu. Em đừng buồn. Dù có phải đi đến nơi đâu đi nữa, ta nhất định sẽ tìm được cha xứ làm lễ kết hôn cho chúng ta. Xem kìa, chính anh ta là người kết hôn với một con gà đấy. Thật là tức cười quá. Anh ta bị điên thật rồi. Còn đang làm cái chuyện điên rồ gì vậy Dơn? Ta biết phải giấu mặt vào đâu bây giờ? Chỉ 3 ngày nữa thôi, em mãi mãi sẽ không bao giờ phải làm gà nữa. Giờ em đã là người vợ bé nhỏ của ta. Ta đang tỉnh hay đang mơ đây? Con gà mái là cô gái xinh đẹp kia sao? Thì ra tất cả những điều khó hiểu trong thời gian qua chính là vì thế này. Vậy thì ta phải giữ cô ấy lại cho Dơn, không thể để cô ấy làm gà nữa. Trời ơi, mẹ, mẹ đang làm cái gì thế? Mẹ chỉ muốn cô ấy ở mãi bên con thôi. Phải đợi 3 ngày nữa con mới thoát được khỏi lốt gà. Mẹ xin lỗi, mẹ đã quá nóng vội. Em sao rồi, em có đau lắm không? Không sao, em chỉ bị bỏng một chút ở tay thôi. Tội cho em quá. Không sao, rồi anh sẽ mua cho em những chiếc vòng xinh xắn để che đi những vết bỏng. Ít lâu sau, họ tổ chức đám cưới theo phong cách Digan, một lễ hội huy hoàng. Những người Digan khắp nơi trên thế giới đều tham dự. Vua Digan cũng dự lễ. Ông hết lòng cảm ơn Calo Dân đã giải thoát con gái ông. Ông cho anh một món hồi môn lớn. Nhờ đó Calo Dân và Sibi Luna sống sung sướng suốt đời. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.